Hello, xin chào các bạn. Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều. Mình bắt đầu xuất phát từ phà Đình Kheo của Vĩnh Long. Hôm nay là ngày cuối tuần, mình đi chơi nha các bạn. Nên mình muốn đến và khám phá trải nghiệm là biển Tân Thành của Gò Công, tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Mình sẽ đi bằng xe máy với con xe BCX của mình, với đoạn đường khoảng 110 km. Mình không đi theo tuyến quốc lộ 1A đến thành phố Mỹ Tho, mà mình sẽ đi theo hướng Bến Tre sẽ gần hơn nha các bạn. Thì theo kế hoạch thì mình cũng dự định đi từ sáng sớm, nhưng do có công việc đột xuất nên mình phải thay đổi lịch trình. Nên dự kiến mình sẽ đến thị xã Gò Công tầm khoảng 5 giờ chiều và lưu trú tại thị xã Gò Công. Sáng hôm sau sẽ khám phá biển Tân Thành. Mình đã qua được phà Đình Khao rồi các bạn. Bây giờ là khoảng 4 giờ 15 nha các bạn. Đoạn đầu tiên mình muốn đến là phà Tân Phú nha các bạn. Mình sẽ đi theo hướng phà Tân Phú qua cầu Gạch Miễu đến thành phố Mỹ Tho và sẽ về thành phố Gò Công nha các bạn. Thì từ phà Đình Khao này đến phà Tân Phú khoảng 21 km nha các bạn. Mình chạy sẽ mất khoảng 25 phút ạ. Đây là quốc lộ 57 của Bến Tre nha các bạn. Nếu chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ về huyện Chợ Lách. Còn nếu mình đi theo hướng phà Tân Phú thì theo cái dòng xe này mình sẽ rẽ phải, thì mình sẽ đến phà Tân Phú khoảng 8 km nữa nha các bạn. Đường này là đường quốc lộ 57B nha các bạn. Chuẩn bị qua phà Tân Phú rồi các bạn ơi. Hôm nay xe ít nhưng mà đi nhanh nha các bạn. Mình may mắn quá. Từ Vĩnh Long thì nếu mình muốn đi Bến Tre thì đi đường này là gần nhất nha các bạn. Là trời đẹp quá các bạn ơi, lên phà Tân Phú rồi các bạn ơi. Phà này thì hơi nhỏ nhưng mà phục vụ 24 trên 24 nha các bạn. Phà chạy khoảng 10 phút thì chúng ta đã qua được bên bờ Tân Thành rồi các bạn. Bên bờ Châu Châu Thành của Tiền Giang chứ. Đây là bờ Châu Thành, huyện Châu Thành của Tiền Giang. Thì từ đây đi thị xã Gò Công khoảng 65 km nữa nha các bạn. Trước mặt chúng ta là dòng xe của quốc lộ 60 của thành phố Bến Tre nha các bạn. Nếu chúng ta rẽ phải thì vào thành phố Bến Tre, và chúng ta đi thẳng thì đi Bình Đại, còn nếu mà chúng ta rẽ trái thì lên cầu Gạch Miễu nha các bạn, và sau đó thì chúng ta vào thành phố Mỹ Tho, và từ thành phố Mỹ Tho thì đi theo hướng quốc lộ 50 đi chợ gạo, và sau đó thì sẽ đi thẳng đến Gò Công. Theo mình thấy thì hôm nay là cuối tuần cho nên hướng xe lên cầu Gạch Miễu thì quá nhiều xe luôn các bạn ơi. Xe ô tô nối đuôi nhau luôn nè.
Ồ, xe quá đông luôn các bạn ơi. Rất nhiều xe ô tô các bạn. Xe này thì đi theo hướng thành phố Hồ Chí Minh hết rồi các bạn. Thì tính từ địa điểm này thì đến thị xã Gò Công khoảng 45 km nữa nha các bạn. Mình chạy chắc khoảng hơn 1 tiếng nữa là thì sẽ đến đó. Chắc khoảng hơn 5 giờ chiều. Quá nhiều xe. À, phía trước có trạm thu phí nè các bạn. Cho nên xe ô tô đổ dồn cũng khá là dài. À, chuẩn bị lên cầu Gạch Miễu các bạn ơi. Chuẩn bị lên cầu Gạch Miễu rồi các bạn. Nãy giờ chạy chắc hơn khoảng khoảng tiếng rồi các bạn. Mình đã đến được cầu Gạch Miễu rồi các bạn. Tới vào cầu Gạch Miễu rồi có bạn các bạn ơi, tới cầu Gạch Miễu rồi. À, cầu Gạch Miễu này thì có chiều dài khoảng 2.868 m nha các bạn. À, chiều cao là 117 m. À, khởi công ngày 30 tháng 4 năm 2002 và mở cửa ngày 19 tháng 1 năm 2009 với tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ nha các bạn. Một cây cầu di dân, một trong những cây cầu di dân đẹp nhất ở miền Tây nha các bạn. Nối liền đôi bờ sông giữa tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. À, đây là cầu di dân cầu Gạch Miễu đây các bạn ơi. À, thì sắp tới đây thì mình sẽ có thêm cầu Gạch Miễu 2 nha các bạn. Đang trên cầu Gạch Miễu các bạn ơi, đang trên cầu Gạch Miễu. À, bây giờ khoảng hơn 4 giờ chiều rồi các bạn ơi, trời nắng. Và đây là cái chân cầu bên thành phố Mỹ Tho này các bạn. À, để đi được Gò Công thì chúng ta sẽ đi vòng theo cái dòng xe này để rẽ phải vào đường Lê Thị Hồng Gấm nha các bạn, thì sẽ vào trung tâm chợ và sau đó đi theo hướng quốc lộ 50 về chợ gạo. Nắng chiều, trời trong xanh, rất là đẹp luôn các bạn. Rất là mát mẻ. À, đến đây thì chúng ta sẽ rẽ trái xuống đường Lê Thị Hồng Gấm nha các bạn. À, đây là công viên Lạc Hồng của thành phố Mỹ Tho nha các bạn. Phía trước là tượng đài của thủ khoa Nguyễn Phan Hữu Quân. Thủ khoa Nguyễn Hữu Quân nha các bạn. Chúng ta sẽ rẽ trái cặp cái bờ sông nè. Phải nói là mát mẻ vô cùng luôn các bạn ơi. Ở đây có một cái mình thấy có một cái bến tàu đi đâu nữa nè. À, bến đò Tân Long. À, đây là trung tâm thành phố Mỹ Tho nha các bạn. Trung tâm thành phố Mỹ Tho các bạn ơi. Mình đã đến được trung tâm thành phố Mỹ Tho rồi. Nắng chiều rất là đẹp. Trời trong xanh. Tại thành phố Mỹ Tho.
Tiếp tục rẽ phải qua cầu này thì chúng ta sẽ đi thẳng lên đường Đinh Bộ Lĩnh và quốc lộ 50 luôn các bạn. Phía trước là cổng chào của huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang các bạn ơi. Đến Chợ Gạo rồi nè, đến Chợ Gạo rồi nè. Chợ Gạo kính chào quý khách ha. Hướng này thì nếu chúng ta rẽ phải thì chúng ta về thị xã Gò Công, còn nếu đi thẳng luôn thì chúng ta đi được Long An luôn các bạn. Còn 30 km nữa thì tới thị xã Gò Công các bạn ơi. Trước mắt chúng ta thì có cái điện mái xanh to đùng luôn nè các bạn, phía bên trái. Ba mươi km nữa thì tới thị xã Gò Công. Tới huyện Gò Công Tây rồi các bạn ơi. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều rồi. Dự kiến thì mình chạy sẽ khoảng tổng thời gian khoảng 3 tiếng tới nha các bạn. Nhưng mình ghé tại thành phố Mỹ Tho uống cà phê cho nên bây giờ hơi hơi trễ chút xíu. Tới thị xã Gò Công rồi các bạn ơi. Đường này là có một hai cái khu phố liền kề nhau rất đẹp nè các bạn. Một khu ở chung cư liền kề phải nói là rất là đẹp và rất là dài. Phía trước chúng ta là khách sạn Qua Biển nha các bạn. Tối nay mình sẽ lưu trú ở đây nha các bạn. Đây là khách sạn Qua Biển tại thị xã Gò Công nè các bạn. Có địa chỉ tại 112 Nguyễn Văn Côn, phường 3 nha các bạn. Tối hôm nay mình sẽ lưu trú tại khách sạn này. Đây là phía trước cảnh quan của khách sạn nè các bạn. Khách sạn Qua Biển. Rất là mới luôn các bạn. Thì mình đã đặt một cái phòng ở tầng 2 này với giá là 400 ngàn nha các bạn. Đây, phòng 206. Thì phòng này hôm nay mình sẽ ngủ ở đây một đêm để ngày mai trải nghiệm biển Tân Thành. Xin mời các bạn đi vào bên trong để xem căn phòng khách sạn với giá 400 ngàn này có những gì nha. Xem không gian bên trong này các bạn. Phòng rất mới luôn các bạn ơi. Ở bên này có một cái tủ kiến âm tường để đồ quần áo rồi nè. Trước đây thì có một cái ghế để ngồi, để ngủ nữa nè các bạn. Phía trên thì có một bức tranh cũng khá là đẹp. Phòng một giường nè các bạn. TV, tủ, bàn. Nói chung là đầy đủ tiện nghi hết đó các bạn. Rất là mới luôn, với giá 400 ngàn. Tại phường 3 của thị xã Gò Công nha các bạn. Không gian nhỏ nhưng mà rất là đẹp luôn các bạn. Đây là không gian phía bên trong của toilet nè các bạn. Có nước nóng lạnh đồ luôn đó nè.
Đây, đầy đủ vàng mụn cầu rất là mới luôn nha các bạn ơi. Phải nói là khách sạn qua biển này mình không biết đã hoạt động bao lâu rồi, nhưng mà phòng ốc ở đây là rất là mới, cực kỳ mới luôn nha các bạn. Rồi hôm nay tối nay mình sẽ lưu trú ở đây một đêm để chuẩn bị cho buổi sáng mai để khám phá biển Tân Thành. Mình sẽ nghỉ ngơi ở đây khoảng 1 giờ và tiếp tục tối đêm nay mình sẽ khám phá về đêm của thị xã Gò Công, xem thị xã Gò Công có những hoạt động gì để chia sẻ tiếp đến các bạn nhé. Rồi bây giờ đã 7 giờ tối rồi các bạn. Đói quá, giờ lên đây ghé quán hủ tiếu mực ăn tô hủ tiếu mực các bạn. Rồi xin mời các bạn ăn hủ tiếu của mình nha. Ăn tối. Hủ tiếu mực các bạn ơi. Hủ tiếu mực tại thị xã Gò Công. Sau khi đi một vòng thị xã Gò Công về đêm thì mình phát hiện ra một quán cà phê cũng khá là chill, nằm trên đường Nguyễn Trãi. Đó là quán cà phê Lá Garden nè các bạn. Thì tối hôm nay mình trải nghiệm quán cà phê này nha các bạn. Đây là không gian bên trong của quán cà phê Garden, Lá Garden nè các bạn. Một không gian rất là đẹp, đèn là lung linh. À, không gian bên trong nè các bạn thì thiết kế khá là đẹp. Khá nhiều các bạn trẻ đang trải nghiệm cà phê tại quán cà phê Lá Garden này nè các bạn. À, đây là giá thức uống của cà phê Lá Garden nè các bạn. 65 Nguyễn Trãi, quận 3, thị xã Gò Công. Đây mình kêu một ly trà mật ong, trầu long mật ong 32.000. Lá sa vị châu 29.000 nha các bạn. Tổng cộng là 61.000. Đây, Lá Garden. Chà, ô long mật ong, một cái ly to đùng luôn các bạn. À, chào các bạn buổi sáng nha. Bây giờ mình sẽ ra khám phá biển Tân Thành nha các bạn. Bây giờ là gần 7 giờ sáng. Thì từ thị xã Gò Công ra biển Tân Thành là khoảng 15 km nha các bạn. Đây là cổng chào của biển Gò Công Đông nha các bạn. À, sắp tới biển Tân Thành rồi các bạn ơi, còn khoảng 500 mét nữa tới các bạn ơi. Biển Tân Thành 7 giờ sáng. Thank you.
Gió rất là mát mẻ luôn các bạn. Phía bên phải này là biển chợ Tân Thành nha các bạn. Đó. À, phía trước chúng ta là cái cổng khu du lịch biển Tân Thành nè các bạn. Wow, con đường xi măng đẹp quá. Đoạn đường này làm bê tông luôn đó. Không có làm bằng nhựa. Vì thời gian còn sớm cho nên mình quyết định trải nghiệm con đường ven biển trước đến khu đá Bãi Bùng và cặp cái con đê này, và sau đó sẽ quay về tham quan bản lịch sau nha các bạn. Ồ, nguyên cái đoạn đường ven biển này giờ làm đường bê tông hết, đẹp quá trời đẹp luôn, kiên cố luôn. Ồ, phía trước là sát dưới bờ biển luôn à các bạn ơi. Ồ, biển Tân Thành, biển Tân Thành. Ờ, có mấy cái chòi nghêu ngoài đó đó em. Hello, hello. À, ở đây cũng có chỗ bán hải sản nè. Oh, nhiều nhà nghỉ Đông Thành luôn. Oh, nhà nghỉ sát bãi biển luôn ha. Qua biết sạch ga ở ngoài này ở là ngon à. Wow, quay phía bên phải là Carmen biển Tân Thành buổi sáng các bạn ơi, đón bình minh. Giờ này nước cũng chưa có lên cao nè, đẹp quá. Nhưng mà nước biển thì nó không có được trong nha các bạn. Thì đặc thù của biển của phía miền Tây này thì không có trong là do phù sa đó. Từ khu vực mà từ Vũng Tàu trở ra miền Trung thì biển nó mới trong xanh đó các bạn. Còn từ khu vực trở về miền Tây này, bắt đầu từ Cần Giờ nè, rồi biển Tân Thành này, rồi xuống biển Thành Phú của Bến Tre, xuống biển Ba Động của Trà Vinh, xuống Sóc Trăng, Bạc Liêu thì đều là biển phù sa này hết nha các bạn. Ồ, xa xa bên đó mấy cái bãi nghêu kìa, mấy cái chòi canh nghêu á. Đón bình minh, đón bình minh. Ồ, ồ đẹp quá. Đây có các bạn trẻ đang check in nè. Rồi quá trời đẹp rồi. Hello. À, tiếp tục di chuyển trên cái đoạn đường đê biển ven biển này các bạn, còn rất dài các bạn, đoạn đường đê này dài lắm. Hello, buổi sáng này thì nước nó hơi cao rồi, sát bờ rồi cho nên không thấy người dân đi khai thác nhiều. À, bãi nghêu Tân Phú. Đây là phía bên trái này cũng có là mấy cái liều quán nè, hủ tiếu luôn. Ấy dần quá các bạn ơi. Wow, ở phía trước có cái gì đông đông này kìa.
đón bình minh, đón bình minh. Chụp hình không? Sao chỗ này rác nhiều quá. Ở dưới xuống bắt nhiều sò ốc hến gì đó hay là tắm. À, chắc chưa cho mấy nhỉ tắm quá. Đây có một quán giải khát ven biển luôn. Nhiều luôn, nhiều lượt luôn, gió quá gió. Hello. Ồ, chỗ này đẹp nè. Biển nó màu nó đục quá ha. Không. Nắng sáng biển Tân Thành các bạn ơi. Trời hôm nay nắng đẹp quá. Bây giờ là 7 giờ 30 rồi các bạn. Mình đang tiếp tục di chuyển trên con đường ven đê, phía bên này có cái cạo cà phê cúp sữa gì chiêu không? Đó. Ồ, dài bên đó nó kìa. Chiêu quá chiêu. Có giỏng luôn. Rồi. Trà sữa. Ngồi sáng đây uống trà sữa ngắm bình minh. Nhìn biển đi rào. Ồ, tới đoạn đường này là đường tốt à. Biển Tân Thành, sóng vỗ ri rào, một buổi sáng cuối tuần nha các bạn, trải nghiệm một buổi sáng cuối tuần tại biển Tân Thành các bạn ơi. À, phía bên trái có một dịch vụ gì nữa kìa. À, khu du lịch sinh thái phố biển cái gì đó. Ồ, đẹp nha. Ồ, phía trong kìa, đúng rồi kìa. Phố biển hải sản tươi sống rồi. À, khu này có dịch vụ ăn uống quá. À, đúng rồi, khu lịch sinh thấy gió biển Tân Điền Gò Công Tiền Giang. Ở con đường này thì mình thấy nó còn dài lắm luôn á các bạn ơi. Nãy giờ đi khoảng trên 3 km rồi đó. Từ chỗ chợ hải sản Tân Thành mình, chỗ khu du lịch biển Tân Thành mình chạy đây nãy giờ khoảng 4 cây rồi ha. Khoảng đó rồi đó, nhưng mà thấy con đường còn dài lắm. Tiếp tục khám phá các bạn ơi. Ồ, trải nghiệm. Ờ. À. Để xem ở trên đó là cái gì. Mới lần đầu trải nghiệm luôn các bạn ơi. À, thì để đi được đến đây thì mình phải đi xe máy vượt trên 100 km nha các bạn. Ồ, đây cũng có một quán nước cà phê nè, uống cà phê sáng. Ồ, các bạn trẻ uống ở đây thú vị quá. Ờ, phía bên bên trái thành nồi tôm nhiều. Hello, hello. Giờ các bạn trẻ mình thấy đi phượt còn nhiều hơn những người trung niên hoặc người lớn. Các bạn trẻ thích đi mà trải nghiệm những cái không gian thiên nhiên nè. Không khí trong lành, bình yên mà có một cái không gian phải nói là mênh mông.
Mình rất thích cái không khí này nha các bạn. Mình rất là thích biển. Hiện tại thì thời gian không cho phép và cũng chưa có điều kiện. Còn nếu mà có điều kiện rồi thì mình sẽ có một cái ước mơ là trải nghiệm hết tất cả các vùng biển của nước hình chữ S của Việt Nam mình, từ Nam ra Bắc. Đó cũng chỉ là một cái ước mơ thôi các bạn. Và hy vọng rằng ước mơ này sẽ thành sự thật đối với mình. Wow. Này xuống lùm củi về. Ồ, có cái bãi phía bên phải này chiêu nè. Ở xuống dưới chụp hình phê lắm á. À, ở đây có một quán nước luôn. Quá chiêu. Có cái rác nhiều quá. Ồ, mặc đồ ven biển kìa. Thì vậy đó, mà nếu mà chụp ảnh cũng đẹp lắm á, chơi đâu. Nó đem đồ xuống dưới nhóc ở trong chụp ảnh dưới dân phượt. Đạo cụ rồi. Bắt ốc, bắt nhiêu rồi. Trải nghiệm quan giả ở lụm gì cho nó dữ vậy ta. Ờ, bên đó có dịch vụ kìa. Giống vậy nè, cái đường phía trước vô quá. Phải đường này thôi hay là loại bộ cái đường nãy ta? Đi được không? Cầu Rạch Bung. Mình xuống check in một cái khu vực bãi đá gạch bùn nha các bạn. Đây, cái đường xuống bãi đá gạch bùn các bạn ơi. Đây, phát hiện ra một cái chỗ check in nè. Đó. Bãi đá gạch bùn. À, đây là con đường đi vào nè các bạn. Dạ em gửi xe đây hả anh? Dạ, chỗ nào đậu cũng được ha. Dạ. Đây là có cái con đường đi ra ngoài đó được anh? Dạ. Yeah. Cổng như vậy đó. À, tự bán ha. À. À vậy hả? À. Dạ. Cũng vui ha. Ở đây là kêu là bãi đá gạch bùn không? Dạ. Dạ. Ấp Rạch Bùn. Dạ. Cái gạch này là gạch bùn ngày xưa giờ đâu có. À. Nước mặn biển mà. Dạ. Nước mặn là biển. Dạ. Biển Hồ Tông là nói với biển Đông mình luôn đó. Mình xài nước giếng không nha. Chứ hơi nhà nước ta chưa kéo. Chưa kéo nước về. Dạ. Gọi là Ấp Rạch Bùn, xã Tân Điền. Xã Tân Điền. Dạ. Xã Tân Điền, kế Tân Thành. Rồi xã Đông Phương mới. Có cái bờ 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 gió trắng sống ha. À. Không mà cái bãi ra xa quá anh ha. Cái bãi này nó lại không anh?
Còn hình như em nghe nói là có cái bãi nghiêu đó là đâu? Là Tân Thành là chạy ngược bên đó hả? Có cái cầu ra đó không? Nhiều quá, rộng quá ha. Dạ dạ. Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Đây khám phá khu bãi bùn các bạn. Ở trên là bần à, là bần không nè. À, người ta tạo ra một cái lối đi dẫn qua mấy cái bãi biển ven mấy cái bụi bần này. Mát vô cùng các bạn ơi. Đó. Này giống như là một cái khu rừng nhỏ nhỏ, một khu du lịch sinh thái. Rồi ướt luôn rồi. Đi đi. Rồi sao mềm vậy? Này là lúc là cái thời điểm nước đầy nước đầy là sóng nó dỗi luôn. Ô, chui vô mấy cái lùm bần luôn. Quá chiêu. Khám phá trải nghiệm, khám phá trải nghiệm. Một cái khu rừng tại ven biển luôn. Tại cái khúc đó nó bị ướt đó. Tới đây là khô, nó cao rồi, đến đây là gò cao. Hấp dẫn quá. Thôi, vỏ nhiều ngốc ha. Ngoài anh ta để đá hả? Đầy hình hết chưa? Wow. Trước cái bãi nó có một cái dịch vụ nè các bạn. Dụ cho bán nước giải khát. À, cái này nước. Cái lá thì nó giống lá bần đó, mà không biển, không biết biển này có phải bần không. Bần biển hả? Trái rằn. Nó đây giống như một cái voi biển. Nó có một cái voi dư ra đây đó. Ồ, đây dịch vụ giống nhiều quá. Quá chiêu. Wow. Có bán đồ ăn vặt luôn đó ha. Wow, có cái bãi đẹp quá các bạn ơi. Quá đẹp. Đây. Ở đây người ta kêu bằng bãi bùn nha các bạn. Rất đẹp luôn. Có một cái bãi là chạy dài lại tuốt ở phía đầu đường phía bên kia nè. Cảnh đẹp quá các bạn ơi. Ồ. Bình minh. Quá tuyệt vời.
các bạn phượt thủ thì đến ở đây trải nghiệm rất là nhiều luôn, tại khu bãi bùng các bạn của Tân Thành. Không gian rất là chiêu. Lụm vỏ quá em. Dạ. Cái đó sống sống hay là chín hay lụm vỏ về chơi? Vỏ về chứ bỏ cá. À, bỏ một cá. Nguyên bịch luôn rồi. Như đó. À. Nhiều quá trời nhiều luôn. Mình ở gần đây không mà. Con quê đây. À quê đây ha. Lụm ở nhà. À lâu lâu về chơi ha. À cũng vui. Đây, có đường ra sát mấy biển luôn nè. Cái này đá chắc đá nhân tạo quá. Quá má. Nằm ở trên mấy cái võng này là lý tưởng luôn các bạn. Gió thổi quá trời thổi. Đá nhân tạo. Để đi ra cho nó sạch. Ây da. Wow. Bãi đá về luôn. Chấp chậm quá. Hơi khó đi. Xích chích đu rồi đã ta. Quá chiêu. Ở đây là sắp đá rồi. Sắp đá ven biển này. Wow. Thì vừa để trắng sóng mà. Dữ bãi luôn. Ở đây là khu vực bãi biển Tân Thành, là khu trung tâm của bãi biển Tân Thành này. Trước thì ta cất rất nhiều cái hàng quán để đến đây thưởng thức trải nghiệm hải sản nè các bạn, cũng như là nước giải khát. Một cái giải dài nè. Trái này có cái nhà hàng Hương Biển, cái nhà hàng này cũng rất là nổi tiếng các bạn, hải sản ăn cũng rất là ngon. Ồ, mát mẻ quá. Đây nè. Có thể ngồi uống nước, ăn uống ở đây. Ồ, có võng đó các bạn ơi. Rất là mát mẻ luôn. Cô chú đi chơi biển.
À, đây là điểm nhấn của biển Tân Thành nè các bạn. Có cây cầu đi xe dẫn ra xa nè các bạn. Và đây là cũng là cái dấu hiệu của biển Tân Thành nè, những cái cột trụ cột sơn màu xanh nè. À. Rồi đây thì ăn hải sản hoặc là uống nước giải khát này, ngắm biển. À. Ô, hôm nay nước lớn quá, nước lên tới mấy chân bờ luôn rồi các bạn ơi, không thấy ai đi tắm hết các bạn, chủ yếu là đến đây để ngắm cảnh thôi chứ ít có ai tắm. Này, nước lớn quá cho nên cái không có cái bãi nhìn không có đẹp. Hôm trước mình xem mấy cái video của các bạn khác thì cái bãi này nó xa lắm nha các bạn. Bãi này dẫn ra tới cái cầu dẫn phía ngoài luôn á, xa lắm. Đó. Một cái lối đi sơn những cái trụ màu xanh này đặc trưng của biển Tân Thành nhé các bạn. Mình thấy hình như biển Tân Thành này mới có sơn xanh những cái trụ này thôi. Là lối đi dẫn ra cái cầu. Wow. Rồi, đây cái cầu dẫn ra bị rào rồi các bạn ơi, bị rào hết đoạn rồi. Đây là chụp hình là bao đẹp luôn, rất là chiều, rất là đẹp. Biển bãi về đó nè. Cái cầu này thì mình thấy khá cũ kỹ các bạn ơi. Mấy cái tay vịn là bị hư nhiều quá rồi nè. Này giống như một cái cột cản. Ừ, cái bãi này nó rất lài, bởi vậy anh mới nói mấy cái trụ điện á, mấy trụ điện xa. Cho nên cái bãi biển này mình nghĩ chắc nó lài xa lắm. Biển rộng mênh mông ha, xa cực kỳ xa. À, nghiêu không à, khai thác nghiêu này, dài dài xuống cặp bờ biển. Ở giờ này cũng gần 10 giờ các bạn, thì mình thấy du khách cũng tập trung tại khu vực này để chuẩn bị ăn uống rồi cũng khá là nhiều rồi nè. Hello, hello, vui không? Ừ. Ồ, trong này ngồi mát quá trời luôn. Bên trong này là nhà hàng Hương Biển nè các bạn. Hải sản. Cái tôm trên là tôm nhất hay tôm nhị? Tôm tích trên nhất hay nhị? Tôm tích, cua ghẹ. Tôm loại 2 hả? Tôm nhất còn có mấy con hả?
Có mấy con nghệ bông thấy đẹp quá. Nghệ to quá các bạn ơi. Ở dưới đó nè. Phía trên này tôm tích. Tôm tích ở phía trên là cỡ size loại 2 là 900 một ký nha các bạn. Tại nhà hàng nước biển. Còn đây là cua. Cua biển. Cua biển con size cũng vừa vừa. So weird. Có mấy con yêu gì ngủ á. Có bốn mú ở trong này. Em cái nghêu này nghêu gì mà nó to quá vậy em? Nghêu hai còi. Hai còi ha. À ngộ quá. Nghêu hai còi nha các bạn. Nghêu này mình nhiêu ký em? Dạ 340. 340 ha. Bên đây sò huyết. Còn cái này là sò tím. Sò tím con cũng to quá chừng luôn. Tôm càng xanh. À, cũng đủ loại đó nha các bạn ơi. Muốn ăn cái gì cũng có. Video trải nghiệm và khám phá biển Tân Thành của Gò Công tỉnh Tiền Giang mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình. Và nếu thấy thích nội dung của video này, hãy giúp mình cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn và anh chị trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.